Mời mọi người theo dõi trận đôi nam nữ giữa Công viên Tuổi Trẻ gặp Linh Đàm. Alo, sân số 1. Sân số 1 dừng cầu. Đôi nam Thanh Trì gặp Thái Thịnh. Alo, sân số 4, đôi nam nữ Cường Giang Công viên Tuổi Trẻ gặp Linh Đàm. Đôi đang đá rồi đấy ạ. Đang là sân 3 rồi ạ. Sân số 4, Tài Giang Xuân Phương gặp Hoàng Diệu. Em ơi, nhìn thấy quảnh báo không? Đây. Alo. Sân số 5. Ba nam Lão Tướng, Bồ Hai Bà và Thanh Trì. Alo, sân số 5, Bồ Hai Bà vào. Đội 3 Lão Tướng, sân số 5, Chí Linh gặp G8. Alo. Sân số 2, đội 3 Lão Tướng, Kim Giang gặp Montilap, 3 Lão Tướng.
Chí Linh, Kim Giang, alo, sân số 5, đội 35 Lão Tướng, Chí Linh Ngọc L8. Nội dung đôi nam nữ qua chân nữ, nữ phát. Sân số 5, đội 35 trẻ chuẩn bị. Sân số 5, Chí Linh vào. Sân số 5, đội 35 trẻ G8 lập Linh Đàm. Chúng tôi nhắc lại, sân số 5, đội 35 trẻ G8 lập Linh Đàm. Sân số 2, 35 Lão Tướng. Xin mời câu lạc bộ Kim Giang. Chúng tôi nhắc lại, xin nhờ các câu lạc bộ mỗi câu lạc bộ một trọng tài. Chúng tôi nhờ một trọng tài về sân số 6. Sân số 6, đơn nam Văn Quán gặp đèo giao thông vận tải. Sân 6 dừng cầu. Chúng tôi nhắc lại, sân số 6, đơn nam Văn Quán gặp đèo giao thông vận tải. Alo. Sân số 2, đội 35 trẻ Cầu Giấy gặp bán đảo Linh Đàm. Thank you.
Chúng tôi nhắc lại, sân số 2, đội 3 nam trẻ, Cầu Giấy gặp bán đảo Linh Đàm. Bình thường đúng không anh? Ba nào là bình thường đúng không? Không phải quá.